Xã Đinh Phúc trước đây là một trong những trọng điểm về tai nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy của thành phố Ninh Bình. Do đó, công an xã đã chủ động đề ra các giải pháp nhằm phát huy tốt vai trò nòng cốt trong đấu tranh với các tai nạn xã hội trên địa bàn. Để thực hiện đấu tranh có hiệu quả với các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy, Công an xã Ninh Phúc đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, triển khai nhiều giải pháp, trong đó rà soát, nắm chắc số lao động tự do, lao động tại các khu cụm công nghiệp tạm trú trên địa bàn, tập trung đấu tranh, xóa các tụ điểm gây mất an ninh trật tự, tăng cường tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, đấu tranh tố giác tội phạm. Huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, đặc biệt là cái sự chung tay góp sức của nhân dân trong công tác phòng ngừa, phát giác tội phạm về ma túy và tăng cường công tác tuyên truyền để cho người dân hiểu là nắm được cái tác hại của tệ nạn ma túy, được vận động chính con em của mình, hàng xóm và những người dưới thôn xóm chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không sa đà vào cái tệ nạn ma túy. Thôn Vĩnh Tiến có 365 hộ dân, trong đó có trên 50% dân số theo đạo Công giáo. Đây là khu vực giáp danh với cảng Ninh Phúc, tập trung nhiều hàng quán kinh doanh và lao động tự do tạm trú. Trước đây, thôn có gần 10 trường hợp nghiện ma túy. Lực lượng công an xã cùng với cấp ủy, chính quyền từ xã đến thôn đã chủ động nâng cao trách nhiệm đấu tranh với các loại tội phạm. Các đối tượng nghiện ma túy được quan tâm sát sao, vận động, cảm hóa để thực hiện các biện pháp cai nghiện, không xa lánh, kỳ thị. Cấp ủy và chính quyền cũng như ban công tác mặt trận đã phối kết hợp với lực lượng chức năng, đặc biệt là công an, đã tuyên truyền vận động bà con ở chung tay đẩy lùi cái tệ nạn ma túy trong khu dân cư. Là trong khu dân cư chúng tôi có một số là đã đi cai nghiện về, chúng tôi đã đến động viên, chia sẻ cũng như tạo điều kiện công ăn việc làm cho những người đã đi cai nghiện về để họ có một cái không bị mặc cảm cũng như có một cái niềm tin trong cuộc sống. Đến nay, thôn Vĩnh Tiến không còn là điểm nóng về an ninh trật tự, tệ nạn ma túy được đẩy lùi, số đối tượng nghiện ma túy thuộc diện quản lý giảm xuống chỉ còn một người. Trước đây tôi cũng có mấy năm sa ngã vào con đường ma túy. Thực sự ra mà nói thì sa ngã vào con đường ma túy đấy thì cuộc sống nó thì cú bớt cú bơ lắm. Lúc nào cũng chỉ kiếm tiền kiếm nong để chơi bời ma túy, không để ý được đến gia đình. Được sự quan tâm của gia đình, chính quyền địa phương đưa tôi đi cai nghiện, tôi có nghiện thành công, thấy cuộc sống bây giờ thực sự mà nói thì nó cũng thoải mái. Đấy, tôi khuyên các bạn trẻ, tất cả mọi người, mọi gia đình đừng ai dính vào ma túy. Con đường nó thực sự mà nói thì nó không tốt, nó vừa hại cho gia đình vừa hại cho xã hội. Nhờ làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn ma túy nói riêng đã góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã Ninh Phúc, bảo vệ bình yên cho cuộc sống người dân.